Hôm nay Lê Bảo xin được gửi đến một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc được mang tên Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha.
Như bảo xin lời chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã thưởng thức ca khúc của em là đó Hoa Sầu của nhạc sĩ Phạm Duy. Ngày mai thì bảo xin được gửi đến một ca khúc khác nhé. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.